Xin kính chào quý vị và các bạn đã đến với kênh Câu Chuyện Quốc tế. Quý vị và các bạn thân mến, vũ khí hạt nhân là loại vũ khí mà năng lượng của nó do các phản ứng phân hạch hoặc nhiệt hạch gây ra. Một vũ khí hạt nhân nhỏ nhất cũng có sức công phá lớn hơn bất kỳ vũ khí quy ước nào. Vũ khí có sức công phá tương đương với 10 triệu tấn thuốc nổ có thể phá hủy hoàn toàn một thành phố. Nếu sức công phá là 100 triệu tấn thì có thể phá hủy một vùng bán kính 100 đến 160 km. Cho đến nay, mới chỉ có 2 quả bom hạt nhân được dùng trong Thế chiến 2. Quả bom thứ nhất được ném xuống Hiroshima, Nhật Bản vào ngày 6 tháng 8 năm 1945 có tên là Little Boy, được làm từ uranium. Quả bom thứ hai được ném xuống Nagasaki 3 ngày sau đó, nó có tên là Fat Man. Hơn 2.000 vụ nổ hạt nhân sau đó là do việc thử nghiệm hạt nhân. Ngày 13 tháng 6 năm 2022, Viện Nghiên cứu Hòa bình Quốc tế Stockholm đã công bố Hiện giám 2022 đánh giá tình trạng hiện tại của vũ khí, giải trừ quân bị và an ninh quốc tế. Theo đó, câu lạc bộ hạt nhân gồm các quốc gia Anh, Trung Quốc, Pháp, Ấn Độ, Israel, Triều Tiên, Pakistan, Mỹ và Nga có 12.705 đầu đạn hạt nhân. Cụ thể, Nga là quốc gia có kho vũ khí hạt nhân lớn nhất với tổng số 5.977 đầu đạn hạt nhân. Trong đó, 1.588 đầu đạn được triển khai cùng tên lửa và máy bay đang trong tình trạng sẵn sàng cao. Mỹ có 5.428 đầu đạn hạt nhân, nhưng có 1.750 đầu đạn hạt nhân đang được triển khai. Đứng ở các vị trí tiếp theo là Trung Quốc với 350 đầu đạn hạt nhân, Pháp 290, Vương quốc Anh 225, Pakistan 165, Ấn Độ 160 và Israel 90. Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên được cho là có từ hàng chục đến vài trăm đầu đạn hạt nhân. Để duy trì kho vũ khí hạt nhân của mình, các quốc gia đã chi rất nhiều tiền. Báo cáo chi tiêu vũ khí hạt nhân toàn cầu do Tổ chức Quốc tế Vận động Bãi bỏ Vũ khí hạt nhân công bố ngày 14 tháng 6 năm 2022 cho biết Mỹ đứng đầu danh sách chi tiêu hạt nhân vào năm 2021, chiếm hơn một nửa tổng chi tiêu toàn cầu với 44,2 tỷ đô la Mỹ. Đứng ở vị trí thứ hai là Trung Quốc nhưng với khoản chi thấp hơn nhiều so với Mỹ, 11,7 tỷ đô la. Tiếp đó là Nga 8,6 tỷ đô la, Anh 6,8 tỷ đô la, Pháp 5,9 tỷ đô la, Ấn Độ 2,3 tỷ đô la, Israel 1,2 tỷ đô la. Ước tính Triều Tiên đã chi 642 triệu đô la cho vũ khí hạt nhân vào năm 2021, ngay cả khi nền kinh tế của quốc gia này gặp khó khăn dưới các lệnh trừng phạt của Liên Hợp Quốc và các biện pháp đóng cửa biên giới để phòng dịch Covid-19. Tuy nhiên, Triều Tiên vẫn là nước chi tiêu thấp nhất cho vũ khí hạt nhân trong số 9 quốc gia sở hữu loại vũ khí này. Chi tiêu cho vũ khí hạt nhân của Triều Tiên chỉ bằng một nửa quốc gia xếp ngay trên là Pakistan với 1,1 tỷ đô la. Đáng chú ý, mặc dù quy mô kho vũ khí hạt nhân của Trung Quốc thua xa Mỹ, nhưng bước phát triển của Bắc Kinh đang khiến Mỹ và nhiều quốc gia lo ngại. Tháng 11 năm 2021, Bộ Quốc phòng Mỹ đã công bố báo cáo thường niên về những bước phát triển quân sự, an ninh của Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa. Tài liệu cho rằng Trung Quốc đang gia tăng số vũ khí hạt nhân với tốc độ nhanh hơn dự báo, thu hẹp cách biệt với Mỹ. Theo đó, quốc gia châu Á này có thể có 700 đầu đạn hạt nhân vào năm 2027 và lên tới 1.000 vào năm 2030, nhiều hơn gấp 2,5 lần so với dự đoán trước đây của Lầu Năm Góc. Báo cáo của Mỹ cho biết chiến lược của Trung Quốc là vào năm 2049 sẽ vượt qua ảnh hưởng và sức mạnh toàn cầu của Mỹ, thay thế các liên minh và quan hệ đối tác an ninh của Washington ở khu vực Ấn Độ Dương, Thái Bình Dương, đồng thời sửa đổi trật tự quốc tế để có lợi hơn đối với lợi ích quốc gia của Trung Quốc. Báo cáo cho rằng Trung Quốc đang phát triển các lò phản ứng tái sinh nhanh và cơ sở tái xử lý, giúp tăng năng lực sản xuất plutonium nhằm hỗ trợ cho nỗ lực nâng cấp kho vũ khí hạt nhân. Nước này cũng đang mở rộng và hiện đại hóa bộ ba hạt nhân, gồm tên lửa hạt nhân phóng từ đất liền, tàu ngầm trang bị tên lửa hạt nhân và máy bay chiến lược có khả năng mang bom tên lửa hạt nhân. Ngoài ra, Trung Quốc còn xây dựng ngày càng nhiều hầm chứa tên lửa đạn đạo liên lục địa và tăng quy mô kho tên lửa đạn đạo liên lục địa, hiện có khoảng 100 tên lửa. Nhiều hãng tin Mỹ cho rằng Trung Quốc đang xây tới 119 hầm chứa gần thành phố Ngọc Môn thuộc tỉnh Cam Túc, 110 hầm ở Tân Cường và hơn 100 hầm ở vùng sa mạc phía Tây. Giới chuyên gia phỏng đoán cả 3 địa điểm này đều có thể chứa từ 350 đến 400 quả tên lửa hạt nhân tầm xa. Trung Quốc năm 2020 từng phóng thử trên 250 tên lửa đạn đạo, nhiều hơn số lần phóng của năm 2019 và 2018 cộng lại. Báo cáo của Mỹ cho biết Trung Quốc có ít nhất 8 tàu ngầm tên lửa đạn đạo hoạt động vào năm 2030. Hải quân của Trung Quốc lớn nhất trên thế giới với lực lượng 355 tàu nổi và tàu ngầm. Trong tương lai gần, Trung Quốc có kế hoạch bắn tên lửa tầm xa từ tàu ngầm, đồng thời tăng cường khả năng chống tàu ngầm để bảo vệ tàu sân bay và tàu ngầm tên lửa đạn đạo của nước này. Hải quân Trung Quốc được bổ sung thêm các tàu ngầm tên lửa đạn đạo chạy bằng năng lượng hạt nhân Thái 094. Để tên lửa đạn đạo có thể vươn tới Mỹ, các tàu này cần hoạt động gần quần đảo Hawaii. Tuy nhiên, Mỹ tiết lộ Bắc Kinh đang phát triển tàu ngầm mới hơn mang tên Thái 096 để mang tên lửa mới JL-3 có khả năng bắn tới lãnh thổ Mỹ từ các vùng biển của Trung Quốc. Tàu ngầm Thái 096 có thể trang bị đến 24 tên lửa JL-3 với mỗi quả mang được nhiều đầu đạn, gồm cả đầu đạn hạt nhân. Trong khi đó, không quân của Trung Quốc là lực lượng lớn thứ 3 thế giới với tổng số hơn 2.800 máy bay, trong đó 2.250 chiếc máy bay chiến đấu, máy bay ném bom chiến lược. Đáng chú ý, không lực Trung Quốc tiếp nhận H-6N, phiên bản mới nhất của dòng máy bay ném bom chiến lược H-6 do nước này sản xuất. H-6N ra mắt lần đầu tại cuộc duyệt binh ở thủ đô Bắc Kinh vào tháng 10 năm 2019, có thể tiếp nhiên liệu trên không, mang tên lửa đạn đạo và tên lửa siêu vật âm. Quân đội Trung Quốc có khoảng 2 triệu binh sĩ tại ngũ, nước này đang nỗ lực hiện đại hóa năng lực quân sự để có thể thực hiện các hoạt động trên bộ, trên không và trên biển, cũng như trên không gian mạng và không gian vũ trụ. Theo các nhà phân tích, mục đích hiện đại hóa quân sự của Trung Quốc là đạt tới sự cân bằng và nhằm răn đe Mỹ. Bắc Kinh lo ngại Washington với số vũ khí hạt nhân nhiều hơn và bộ ba hạt nhân uy lực có thể tấn công phủ đầu vào kho vũ khí hạt nhân cũng như năng lực phóng vũ khí hạt nhân, khiến Trung Quốc không còn khả năng phòng thủ tương xứng. Điều này dẫn tới việc Trung Quốc muốn có thêm nhiều vũ khí, hệ thống phóng để đủ sức vượt qua cuộc tấn công và đáp trả Mỹ. Mỹ nhiều lần kêu gọi Trung Quốc tham gia đàm phán ba bên cùng với Mỹ và Nga để tiến tới một hiệp ước kiểm soát vũ khí mới, tương tự như các thỏa thuận giữa Mỹ và Nga. Tuy nhiên, Bắc Kinh đã từ chối đề nghị này với lý do kho vũ khí hạt nhân của Trung Quốc quá nhỏ so với Nga và Mỹ, đồng thời Trung Quốc viện lý do Mỹ thiếu chính sách không sử dụng trước vũ khí hạt nhân. Trung Quốc lên tiếng phản đối tuyên bố của Mỹ cho rằng nước này mở rộng kho vũ khí hạt nhân và gọi báo cáo này là đầy thành kiến và thổi phồng mối đe dọa. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Uông Văn Bầu cho rằng sẽ không có quốc gia nào bị đe dọa bởi vũ khí hạt nhân của Trung Quốc. Trung Quốc luôn kiên quyết theo đuổi chiến lược tự vệ và luôn giữ quy mô kho vũ khí hạt nhân ở mức thấp nhất đủ để bảo vệ an ninh quốc gia. Trung Quốc mô tả Mỹ mới là nguồn đe dọa hạt nhân lớn nhất thế giới. Mặc dù khẳng định Trung Quốc không mở rộng kho vũ khí hạt nhân, nhưng vào đầu năm 2022, chính Vụ trưởng Phó Thông đã tuyên bố Trung Quốc sẽ tiếp tục hiện đại hóa kho vũ khí hạt nhân của mình. Trung Quốc đã công bố lập trường về vấn đề phát triển vũ khí hạt nhân. Ngày 12 tháng 6 năm 2022, phát biểu trước các phái đoàn tham dự đối thoại Shangri-La 2022 ở Singapore, Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc là Ngụy Phượng Hòa nhấn mạnh, Trung Quốc luôn theo đuổi con đường phù hợp nhằm phát triển năng lực hạt nhân để bảo vệ đất nước. Chính sách của Trung Quốc là nhất quán và Bắc Kinh sẽ sử dụng năng lực hạt nhân để phòng vệ. Mục tiêu cuối cùng của Trung Quốc là sử dụng vũ khí hạt nhân để ngăn chặn chiến tranh hạt nhân. Nhằm ngăn ngừa sự lan tràn của vũ khí hạt nhân và công nghệ hạt nhân, thúc đẩy hợp tác trong việc sử dụng hòa bình năng lượng hạt nhân và hỗ trợ giải giáp hạt nhân. Vào năm 1968, Hiệp ước không phổ biến vũ khí hạt nhân, gọi tắt là NPT ra đời. Trung Quốc, Pháp, Nga, Mỹ, Anh nằm trong số 191 quốc gia đã ký kết Hiệp ước không phổ biến vũ khí hạt nhân. Theo Hiệp ước, những nước này phải giảm kho dự trữ đầu đạn hạt nhân và về lý thuyết cam kết loại bỏ chúng hoàn toàn. Họ thực tế đã giảm số đầu đạn hạt nhân tích trữ kể từ thập niên 1970-1980. Ấn Độ, Israel và Pakistan chưa bao giờ tham gia Hiệp ước không phổ biến vũ khí hạt nhân, trong khi Triều Tiên đã từ bỏ Hiệp ước vào năm 2003. Israel là quốc gia duy nhất trong số 9 quốc gia kể trên chưa bao giờ chính thức công nhận chương trình hạt nhân của mình.